Nếu mà ngồi ra sâu quá mình cứ là mình bật cửa ra sau cái mình đi luôn xuống dưới các bạn, tại sau lưng mình là một cái vực rất là sâu á mà không có đường mòn đâu, toàn là cây gối không à, quay lưng với vực thẳm là một cách mà mọi người không khuyến khích lắm đúng không? Nghe hơi buồn cười nhưng mà style làm việc của mình á, mình lại thích hạn chế làm việc với con người quá nhiều. Có nghĩa là mình có thể làm việc với nhiều người kiểu gián tiếp thì được, còn kiểu cứ phải làm trực tiếp với con người á, mình thấy tốn nhiều năng lượng các bạn. Giống như việc mà mình nói chuyện chia sẻ trực tiếp qua máy ảnh á, đôi khi là thoải mái hơn một chút so với trực tiếp mình gặp mặt ngoài cà phê chẳng hạn. Mình nói chuyện qua con máy này á, mình thoải mái nói hơn. Mình cũng không cần nhất thiết phải có sự tương tác, những lời nói từ phía người đối diện đâu. Thật ra mình có thể làm việc cả ngày cả tuần mà không cần phải gặp ai, không cần nói chuyện cũng được nữa. Có thể lui về ngồi hậu kỳ ra cũng được, đỡ phải tương tác, đỡ phải làm việc với mọi người cũng thích lắm. Cái này sẽ rất là khác với chính mình của nhiều năm trước. Mà mình nhận ra là không chỉ mình mới nghĩ ra điều đó các bạn. Mình gặp bạn bè của mình và một số người cũng vậy các bạn. Có người là vì lý do thất vọng nhiều quá cho nên không muốn làm việc với con người nữa, không muốn làm việc với mọi người, không muốn tương tác nữa. Có những người thì cảm thấy rằng là sẽ tốn rất nhiều năng lượng, cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà phải cứ liên tục tương tác với những người khác nhau. Giống như một cái bài viết mà từng nói là những cái bạn nhân viên mà là phục vụ ở những cửa hàng tiện lợi nè, những bạn nhân viên mà bán hàng nè, lý do tại sao mà cứ một thời gian dài họ cho nên mặt họ cau có không thể giãn ra một cách tự nhiên được nữa, là tại vì cái khả năng của con người á nó liên quan tới não bộ hay gì đó, mình đã quên mất cái nội dung chính của nó rồi, nhưng mà cũng liên quan tới một phần cái kiểu thiết kế của con người không dành để kiểu việc mà tiếp xúc với quá nhiều khuôn mặt khác nhau trong một thời gian ngắn. Nó sẽ gây stress rất là nhiều với cơ thể họ, tới tâm trí của họ. Cho dù một ngày bạn gặp toàn những khách hàng dễ thương, nhưng mà một số lượng lớn á, nó khiến bạn trở nên tê liệt đi hoàn toàn. Rồi bạn không còn cách nào để cảm thấy vui vẻ với tương tác lịch sự với mọi người được nữa. Cho nên là nếu sau này các bạn có thấy những cái bạn nhân viên nào mà kiểu chật vật quá, khó chịu quá, khó tính quá, thì cũng thông cảm cho họ một tí. Họ cũng chịu đựng nhiều rồi, cũng stress quá rồi. Cả ngày hôm đó họ là người đầu tiên mà bạn gặp chẳng hạn đúng không? Hay là người thứ tư, thứ năm người bạn gặp. Nhưng mà đối với họ, bạn là người thứ cả trăm lần, cái người thứ 100, 200, 300 gì đó người ta gặp rồi. Cơ thể họ kiệt quệ rồi. Thông cảm cho họ một chút, bỏ qua những cái thiếu sót nhỏ nhỏ. Vì các bạn biết sao không? Ai cũng đang cố gắng hết á. Mình, bạn, họ, tất cả mọi người cũng đều đang cố gắng mà. Họ chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Họ chỉ cố gắng kiếm từng đồng để sống qua ngày thôi. Ai cũng đang làm tốt hết các bạn.